trước mình đã nói rồi. Thì hôm nay mình xin nói lại để tránh một số trường hợp là gây những kiểu là tranh cãi và hiểu lầm. Đối với một số bạn là không biết, các bạn có đi hỏi là khuất tại sao giúp thì một số gọi là các bạn mà làm trước ấy, các bạn trẻ làm những 1-2 năm đầu hoặc là làm những 10-12 năm đầu đồng nghĩa là chuyện trên trang một là ứng dụng thì có hỏi mình có nghe là một số bác còn nói là cây khuất khỏe quá nó chút quả ra khuất nào khỏe quá mà chút quả thì các bạn nghĩ là nếu mà khỏe quá chút quả thì không bằng một phần những cây trồng dưới đất, những cây trồng dưới đất còn phải gấp 10 lần các những cây trồng trên chậu này mà biết làm sao nguyên nhân tại sao nó chút quả được rồi luôn thì các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì đây là cũng là một khuất trồng trên bò như các bạn thôi, thường thường ấy khuất trồng trên bò hay trên chậu là được là mình phải nói rõ nhá. Hôm nay là 17 tháng 6 âm lịch năm 2019. Thì các bạn phải nhớ này, từ lúc trước mình đã nói là những cây quất đang ra hoa và giúp cánh hoa là như thế này. Đấy, đang ra hoa và giúp cánh hoa như thế này mà tưới nhiều nước nhá thì cây cái bộ rễ nó hấp thu nước quá nhiều nó cũng sẽ chút quả, chứ không phải là mình đấy là do chăm sóc của mình. Còn thời tiết tí mình nói về thời tiết, bây giờ mình nói luôn là mình tưới nhiều nước quá là cây chút quả đấy. Thì tại sao cái đầu tháng 6 vừa rồi nó chút quả là quá nhiều đấy. Thì bây mình nói luôn là cái trận bão không biết là số 1 hay số 2 ấy, hôm là 29 ở đâu mùng 1 mùng 2 sao rồi, đầu tháng 6 vừa rồi các bạn. Bây giờ thì nhớ là hôm nay là 17 thì đến đợt mà hội quất của các bạn ấy giúp tay lên khoảng tầm 10 ngày trước và giúp rất là nhiều luôn. Thì cách đây khoảng tầm trận bão là tầm đầu tháng 6 âm lịch là có một trận mưa, khoảng tầm mưa mất 3 ngày thì mưa cái độ ẩm trong đất ấy nên là rất là cao. Sau cái trận mưa đó thì nắng lại gặp nắng gió tây khoảng mất 3-4 ngày, nhiệt độ lên 38-39 độ, nó rất là nắng nóng. Thì nguyên nhân là mưa nước đang thừa ở cái bộ rễ gặp ngay nắng nóng gió tây quất tất cả miền Bắc luôn, đều ảnh hưởng và rụng quả non. Thì tại sao những cái lớp này của mình là không rụng thì tí mình nói sau. Bây giờ mình nói luôn là về nắng gió tây đấy. Thành ra là rất nhiều các bác và các anh các chú cũng có hỏi qua mình cũng nói rồi, một phần là do tưới nhiều nước là quả rụng, nhưng mà nhiều người không biết, người ta lại bảo là cây khỏe quá chút quả. Thì cái khỏe quá chút quả tí mình lại đến mình nói sau. Thì bây giờ mình lại nói tiếp đến cái tại sao cái quả này nhà mình không rụng. Thì cái lớp này nhá là cái lớp nó vừa mới gọi là giúp cánh hoa. Cái hôm mà nắng gió tây và trận mưa bão thì vừa tầm cái lớp độc này nó ra hoa, thì sau cái lớp nắng gió tây đấy thì cây quất này nhà mình không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng cái đợt nắng gió tây thì quả nó sẽ không rụng và không chia quả nhiều, nó vẫn giữ được quả. Và cái lớp này các bạn xem, cái lớp quả như thế này, quả to rồi thì nó lại cũng là đây các bạn xem, có một cái điểm quả như này này là những cái lớp quả mà bị rụng ấy là nó dính vào cái đợt nắng nóng gió tây sau cái trận mưa bão cách đây khoảng tầm 10 ngày đấy. Các bạn phải nhớ là hôm nay mùng 17 tháng 6 âm lịch thì nó rơi khoảng tầm mùng 5 mùng 6 là nó rụng rất là nhiều, thì toàn miền Bắc luôn, nhà nào mà ra hoa đợt đúng cái thời điểm đấy cách đây khoảng tầm 10 ngày cho đến nửa tháng trước đang ra hoa và rụng cánh hoa thì nó sẽ chút quả gần như là 78%, có khi là lên đến 100% nếu mà cây ra sai hoa, nó chút hết để nó ra nộc, chứ không phải cây khỏe quá mà nó được chút hoa. Các bạn phải nghĩ là cây quất trồng trên vò này không thể nào khỏe bằng những cây trồng ở dưới đất được, mà cây dưới đất mà còn chưa chút quả thì cây ở trên vò này không thể nào chút được quả.
một số bác lại giấu, các bác lại không biết đùa hay thật, nhưng các bác lại bảo là cây của ông khỏe quá, nó chút hết quả. Nói thật luôn là nếu mà trồng cái quất mà để yếu quá thì tầm tháng 10 ấy cũng nhổ lên khỏi phải bán Tết luôn. Mình nhiều khi nói lại thành bảo là cãi nhau với mấy ông, mình cũng chả muốn nói. Bây giờ cây quất ai trồng cũng muốn cây của mình to khỏe để lấy quả xanh vào Tết, mà ông lại bảo cây khỏe chút quả thì bây giờ chăm sóc kiểu gì cho cây yếu để cho nó không chút. Nói chuyện thành ra là rất là khó. Thành ra mình làm cái clip này mong sao là để cho các bạn năm sau chú ý là năm nay rụng quả là do thời tiết, là lượng là mưa bão vừa rồi xong là nặng to, nặng có cây thì nó chút quả là do là mưa mấy ngày, nó là cây nó độ ẩm thừa nước thì gặp nắng nóng nó chút, đấy là nguyên nhân đầu tiên. Còn nguyên nhân thứ hai là do các bạn khi cây đang ra hoa như thế này, các bạn đây, khi cây đang ra hoa như thế này các bạn mà cứ tưới thật nhiều nước vào gốc, nó có độ ẩm cực cao, nó cũng sẽ chút quả và nó ra một lớp ngọc mới. Còn các bạn cứ để cây, các bạn nhìn đâu, cái lá quất nhà mình ấy, các bạn nhìn này, có khi như cây này nó còn làm héo này, cây này là 2-3 ngày còn chưa tưới, dụng quất này vẫn 2-3 ngày chưa tưới, các bạn nhìn đâu, đất này chứng minh luôn là đất cực kỳ khô luôn đấy, đất khô cong luôn, đỗ tương ở dưới đất còn khói mà cây này ngày mai phải tưới rồi. Thời kỳ này không phải no, các bạn xem này đấy, cây đất rất là khô. Thời kỳ này thật ra mình chỉ bảo là khi đang ra hoa mình chỉ tưới nước giữ ẩm thôi, ngày nào cũng tưới được, nhưng mà chỉ tưới qua thôi, không nên là mình tưới nhiều quá cái bộ rễ của nó gặp nước nhiều nó cũng chút quả để nó ra độc. Thì các bạn xem những cây mà không, các bạn nhìn là ở dưới cái các quả không chút quả nhá, không chút quả gặp nước nhiều cái trận mưa nó bắt đầu táo độc mới này, chứ không phải những cây gọi là không đang chút quả cũng không. Thật ra bây giờ nó cũng khó, nhiều bác cũng bảo là cây của mày nào khỏe quá nó chút quả, thì các bạn xem như cảnh này nó còn ngồng dãi như này, các bạn xem quả đây. Đấy. Quả đây. Nó vẫn ra quả bình thường, nó có chút đâu. Thật ra là dịch phải trận thời tiết đợt vừa rồi là mưa mất mấy ngày, xong gặp nắng gió tây còn nóng nóng mất kéo mấy ngày. Thì thực ra là quả nó chút, còn những cái lớp này là lớp này là ra sau. Ví dụ là nắng nóng cái hút gió tây nó rơi khoảng tầm từ 3 đến 7 thì xong là nó mát rồi lại, thì cái lớp này nó rụng vào cái hôm tầm 8 mùng 9. Thì đến hôm nay nó khoảng tầm được 10 ngày là quả nó như thế này. Đấy thì nó là lớp sau thì nó không ảnh hưởng gì. Còn cái lớp quả to như thế này là lại là lớp trước cái đợt trận mưa và nắng có cây thì lại không ảnh hưởng gì. Chỉ có những lớp hoa như thế này. Đấy, đang như thế này, đang ra hoa và đang chia cánh hoa như thế này mà rơi vào trận mưa bão, mưa mấy ngày nó thừa nước, trong đồng nắng nóng có cây ấy là nó trực tiếp nó sẽ thu quả và ra được lớp mới. Đấy là mình nói rất là ngắn gọn và tỉ mỉ. Còn bác nào cứ tranh luận mà nói thế nào thì em cũng nhận thôi. Thật ra là cái clip này ấy, nói ra để các bạn năm sau là chú ý là trồng quất là trên chậu, chứ còn năm nay cái trận vừa rồi là rụng ngoài miền Bắc là rất là nhiều. Nhưng mà nhiều bác mà biết các bạn cứ giấu không chịu nói ra quất là do thời tiết mưa xong là nắng nóng lên gặp gió tây, thành ra là hôm nay mình làm clip này để tư vấn luôn cho các bạn là biết là cây khỏe không phải cây khỏe mà nó chút quả, mà cây khỏe nó sẽ phọt ngồng, nó nhỡ mất lớp quả là như nào. Thì mình tìm một cây ví dụ đây, như cây này các bạn xem, như cây này là ngồng này, ngồng khỏe này đấy, những cây ngồng như thế này nó phọt ngồng như thế này đây các bạn xem, thì nó không ra hoa chứ không phải là nó chút quả. Cái giống ngồng này ấy, là khi nó phọt lên như thế này đấy, nó không ra hoa thì người ta gọi là cây tốt quá, nó phọt ngồng, nó nhỡ mất lớp quả, chứ không phải là nó đang ra hoa đang ra quả đều như thế này. Bây giờ nó rụng tất như này nó lại ra một lớp nữa là không phải. Cây quất ấy là nó ra quả quanh năm, nhưng mà cái cây như thế này bây giờ cái ngồng này nộc già sắp tới, bây giờ đang là tháng 6 thì sắp tới nộc lên nền hoa già, mình mà tưới nước mình bớt lại coi như mình cũng kiểu hao cát. Cây này nộc già lại nó vẫn ra hoa cái tháng 7 tháng 8 thì nó cây này nó sẽ là có quả xanh quả chín, như quả này là mình vào Tết đã chín đẹp, còn như quả này có sau khoảng tầm 2 năm hoa thì nó sẽ là quả ương xanh, mình ảnh hưởng gì đâu. Còn
mấy bác bảo cây còn ngồng dài như thế này là cây khỏe, quả thế quả. Nói thật ra cây khỏe chút quả nó là có một phần thôi. Chút quả theo tôi là các cây nọc lối, nó có điểm. Thế nào là nọc lối? Nọc lối nghĩa là cái lớp nọc thứ hai nó sẽ là như thế này. Để mình đây rồi. Nói cái gì nó cũng có thực tế. Còn lối là nó từ cái lớp như thế này. Đấy, nó mọc lên thêm một cành nữa như cành vừa rồi. Đấy. Nó mọc từ cành một này lên này, mình gọi là độc lối. Thì độc lối thường thường nó chỉ có một quả như này thôi, nhưng mà nó có thể rụng. Vì cây là nó đang khỏe, nhưng mà các bạn xem thấy không? Đây. Lớp độc lối của mình đây cũng vẫn ra quả nhưng đều, nó có cái nó thưa thôi. Thì giống độc lối này nó thưa, nhưng mà sau cái lớp độc lối như thế này mà thưa, nó già nọc lại, các bạn xem nhé, những cây nó già nọc lại, nó ra rất là sai luôn. Đây, các bạn xem. Đây, đây là cành cành nọc nọc ngồng nhá. Đây là cành nọc ngồng này. Ngồng nó quật lên rất là khỏe, nhưng mà sau này các kẽ lá nó ra rất là thưa luôn. Cái trận mình ép cắt nước ấy. Đấy. Cây rất là thưa, cây rất là mau quá. Quả to có đây, mình không tỉa trực tiếp. Clip này thì bây giờ mình bạn nào mà còn theo dõi thì bây giờ mình nói thêm là cái lớp này là bẻ tay tán là tầm 20 tháng 2 thì nó khi sau khi bẻ cái cành nó ra một lớp độc đầu tiên thì nó đã ra quả luôn như thế này. Mình để luôn từ quả từ tháng 3 tháng 4 kệ, không phải tỉa đi, để đến Tết nó mà có rụng thì chắc chắn sẽ không rụng. Vì năm vừa rồi mình cũng chú ý rồi, quả như này nó chỉ gọi là đến Tết là nó chín, nó gọi là nó hết nước thôi, đánh thuốc ép chả ảnh hưởng gì. Còn những quả như thế này vào Tết cũng cực kỳ đẹp luôn, chả ảnh hưởng gì. Cây nó vằn vặn, cây nó khỏe, cây nó cứ xanh cây là được, cứ xanh cây lá to chả ảnh hưởng gì. Quan trọng là cây có ra quả đẹp. Còn bây giờ các bạn có cây đẹp, ví dụ như ruộng này chưa nói đến điều gì, tầm tháng 10, rằm tháng 10 giờ ra, lúc đó bắt đầu cây nuôi quả, cây xấu cây đẹp, lúc ấy nó mới hiện nguyên hình. Chứ còn tầm như này chả nói nên được điều gì, bảo cây vẫn là tôi đẹp, cây xấu. Mà đến khi thời điểm Tết gặp khách còn chưa biết là khách mua bán như thế nào. Thành ra là hôm nay là em nói lại là cái cây quất này gọi là nó rụng là do trận gió hôm vừa rồi. Thật ra là rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bác, nhưng mà clip dài quá, một số bác nào cũng không theo dõi hết. Để clip xong có thể là em sẽ nói lại các clip, em làm clip mới để tổng hợp lại các câu các bạn bình luận. Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi.